chỉ hủy hoại sức khỏe con người, làm nhiều gia đình tan nát, mà còn là nguyên nhân dẫn đến phạm tội. Tác hại và hậu quả của ma túy vẫn đang ảnh hưởng tới chúng ta từng ngày, từng giờ. Hãy chung sức hành động vì một cộng đồng lành mạnh, không ma túy.